nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm món bát Thái, một món ăn của Thái rất nổi tiếng. Sau đây là nguyên liệu của món bát Thái, gồm có tôm khô, tôm tươi, sợi phở, mình đang ngâm nước, trứng, giá, nghệ, đậu phụ trắng, củ cải và không thể thiếu đó là nước cốt mè để mình làm sốt. Bát Thái cũng có nước cốt mè, rồi tương ớt, hành tím băm và đường thốt nốt, một ít chất mắm và muối để cho thêm món ăn thêm đậm đà. Sau 5 đến 10 phút chúng ta nấu thì